Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock. Thì trong video ngày hôm nay, Thành sẽ cùng với anh chị nhận định về phiên giao dịch ngày 19 tháng 1 và qua đó cũng sẽ đưa ra cái góc nhìn và chia sẻ cái quan điểm của mình về cái hướng đi do giai đoạn sắp tới của thị trường ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra, Thành sẽ đặc biệt lưu ý một số cái mã cổ phiếu sau cái phiên giao dịch hôm nay đã cho những cái tín hiệu tích cực, những cái tín hiệu khả quan hơn so với những giai đoạn trước đó, thì để mà anh chị em lưu ý và chúng ta đầu tư cho những giai đoạn sắp tới. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về các cái cổ phiếu mà đang có những cái chuyển biến tích cực hơn phần còn lại trên thị trường chung. Thì nếu mà anh chị em đã biết á, thì chúng ta đầu tư trên thị trường lúc bây giờ thì thị trường cũng đang có tín hiệu phân hóa rất là nhiều. Khi mà chúng ta nhìn thấy vào một cái danh sách các cổ phiếu trên thị trường thì cũng có mã xanh, cũng có mã đỏ và đâu đó cũng có rất là nhiều mã sàn trên thị trường vẫn chưa thoát sàn được. Có nghĩa là một số cái cổ phiếu nó vẫn cho tín hiệu tích cực thôi, một số mọi cổ phiếu nó vẫn cho tín hiệu khả quan hơn thôi. Nhưng mà phần còn lại nó vẫn cho chúng ta một cái tín hiệu nó tương đối tiêu cực trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Vì thế nên là cái việc mà chúng ta chọn được cổ phiếu, chúng ta cũng phải cần cân nhắc với những cái tỷ lệ phù hợp, cái tỷ trọng phù hợp để mà chúng ta đầu tư cho dài tới nó được hiệu quả và được tốt hơn. Thì ở đây Thành cũng sẽ chia sẻ cho anh chị một số cổ phiếu để anh chị đầu tư dài tới nó được tốt và được hiệu quả hơn mà thôi. Thì trước tiên, trước khi mà chia sẻ đi vào cái mức chia sẻ cổ phiếu, Thành cũng sẽ nhận định và đánh giá thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta thấy là hôm nay chỉ số vẫn sẽ có một cái nhịp giằng co thôi, vâng, nhịp giằng co quanh cái mốc tham chiếu trong phiên trước đó. Thì thì chúng ta sẽ thấy là với một cái tín hiệu giằng co như thế này thì cũng không có quá nhiều cái chuyển biến trong chỉ số, nhưng mà ở chuyển biến trên thị trường, chuyển biến trên các mã cổ phiếu, chúng ta có thể là nhận ra rất là nhiều vấn đề ở thời điểm hiện tại, và nó cũng chính là những cái cơ hội để mà anh chị em có thể là tham gia và chúng ta đầu tư cho những giai đoạn sắp tới. Trước tiên hết thì chúng ta sẽ nói về chỉ số ở thời điểm này đang test về cái mốc hỗ trợ quanh 1420 điểm. Thì đây được xem là cái mốc hỗ trợ tương đối cứng và cũng ngay cái vùng EMA 100 rồi. Thì với cái việc mà chỉ số bật lại và phục hồi lại từ cái vùng này, nó là có chuyện đương nhiên, một chuyện hết sức bình thường ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là những cái cơ hội để mà anh chị em đầu tư vào thị trường hoặc là cho cái dòng tiền mới là quay trở lại tham gia thị trường. Thì đây là cũng là có khoảng thời gian mà chỉ số sẽ tạo cái vùng cân bằng quanh cái vùng này. Thì có thể nói là cái vùng 1420 điểm này sẽ là một cái mốc hỗ trợ tương đối mạnh cho chỉ số, và chỉ số cũng sẽ có cái khả năng test về cái mốc này trước khi tạo đà tăng và kết thúc cái nhịp tăng, nhịp cân bằng để mà chỉ số bước vào một cái sóng tăng mới trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là những cái tín hiệu Thành thấy tương đối là phù hợp trong những nhịp tích lũy, khi mà thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp như thế này, nó cho chúng ta những cái tín hiệu khả quan hơn rất là nhiều so với những giai đoạn trước đó. Thì anh chị em nào đầu tư thì chúng ta cũng có thể là lưu ý lại những cái yếu tố này để mà chúng ta cải thiện cái hiệu quả đầu tư và chúng ta nhận diện ra những cái cơ hội từ sớm. Thì cho sau một cái giai đoạn giảm điểm trong giai đoạn vừa rồi, rất là nhiều cổ phiếu giảm sàn và rất là nhiều cổ phiếu giảm sâu kể từ cái điểm mua của các anh chị. Thì ở đây Thành cũng có nhiều anh chị em hỏi Thành và cũng có nhiều anh chị em nhờ Thành tư vấn và cơ cấu là cái danh mục á, thì Thành ở đây Thành cũng nhận diện và Thành cũng đánh giá như thế này. Thật ra đôi khi là không phải là mình chọn cổ phiếu sai đâu chị, không phải là mình chọn ngành sai đâu anh chị em, ngồi chọn ngành bất động sản vẫn có đúng mà, vẫn đúng đúng không, vẫn phù hợp ở thời điểm hiện tại, vẫn phù hợp với một cái nhóm ngành tích cực ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta chọn đây đó là cái phần sai, chúng ta là sai về thời điểm anh chị. Có nghĩa là cái thời điểm chúng ta tham gia là lúc các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản nó đã tăng quá nóng rồi đó. Thì đó là cái những cái giai đoạn trước mà Thành luôn nhắc nhở và Thành luôn cân nhắc anh chị em cái nhịp vào, cái tín hiệu mà chúng ta tham gia vào ở thời điểm hiện tại, nó là những cái thời khắc nó phải phù hợp hơn, chứ không phải là chúng ta cứ thấy là nhóm ngành bất động sản tốt, nhóm ngành bất động sản ngon thì chúng ta là quay trở lại chúng ta tham gia. Thì đó là về cái tính chất thời điểm để mà cho nó có thể là nó đánh giá về cái thị trường ở thời điểm hiện tại và cũng đánh giá được cái thành quả đầu tư của mình. Khi mà mình tham gia sai thời điểm á, thì chúng ta vẫn sẽ có những cái khoản lợi nhuận, nhưng mà nó sẽ bù lại, nó là chúng ta nắm giữ cái cổ phiếu nó lâu hơn. Chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường nếu mà chúng ta tham gia một cái giai đoạn sai thời điểm. Chúng ta trải qua một cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường, điều chỉnh của cổ phiếu và sau đó mới gặt hái được những cái thành quả và những cái lợi nhuận của mình được. Nếu cái nhóm ngành anh chị chọn vẫn tốt, cái cổ phiếu anh chị chọn vẫn có triển vọng, thì đó là vì việc anh chị chọn cổ phiếu, anh chị em chọn được cổ phiếu tốt rồi, nhóm ngành tốt rồi, thì cái việc điểm mua và cái việc thời điểm mua nó cũng rất là quan trọng cho anh chị. Thì đây cũng chính là những cái thời điểm mà Thành nghĩ là tương đối phù hợp cho anh chị em nào có cái dòng tiền mới để mình quay trở lại tham gia thị trường chung lúc bấy giờ, để mà mình đầu tư cho một cái dạng mới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn mà thôi. Nên là đây cũng là những cái chia sẻ cá nhân và Thành cũng đây là những cái đặc điểm Thành lưu ý trên thị trường khi mà Thành quan sát trong phiên. Mong chia sẻ với các anh chị giúp anh chị có nhiều cái cơ hội đầu tư và cái góc nhìn của mình sẽ thoáng hơn đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi mà chỉ nhìn về chỉ số, chỉ nhìn về một phiên hôm nay hoặc là chỉ nhìn về các phiên trở lại đây thì chúng ta chỉ thấy nó là một cái phiên giảm điểm, một cái quá trình giảm điểm, một cái quá trình tích lũy tạo đáy của chỉ số ở thời điểm hiện tại mà thôi. Chúng ta vẫn chưa thấy được những cái góc nhìn nó quá tích cực hoặc là quá rõ ràng ở những cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà đối với Thành á, chỉ số ở thời điểm hiện tại cũng cho những cái tín hiệu là chỉ số sẽ tạo cái vùng cân bằng
quanh cái vùng nền ở phía bên dưới này rồi, từ 145 1420 cho tới 1450, thì đây là những cái vùng mà chỉ số cần phải tạo ra, cần phải tạo vùng cân bằng trong một khoảng thời gian sau đó để mà chỉ số có thể là nối tiếp cái đà tăng trong những nhịp sắp tới. Thì anh chị em nào đầu tư ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể là lưu ý và cân nhắc cho những nhịp sắp tới mà chúng ta chọn ra cái cổ phiếu trước. Thì trong cái quá trình tạo điểm cân bằng, tạo vùng cân bằng á, như Thành nói thì nó cần một cái khoảng thời gian, thì ở thời điểm hiện tại thì Thành nghĩ nó cũng rơi vào đâu đó khoảng một tuần, nên là cái việc anh chị chọn trước cổ phiếu để mà chúng ta chọn cái điểm mua ở thời điểm hiện tại nó sẽ tốt và nó hiệu quả hơn. Và trong trường hợp nếu trong phiên mai vẫn có từng trường hợp là tiếp đà hưng phấn một số cổ phiếu á, và các cổ phiếu tiếp tục tăng, tiếp tục duy trì đà tăng khiến chỉ số tăng mạnh trong phiên ngày mai á, thì đó cũng chính là những cái nhịp hồi kỹ thuật và chỉ số vẫn sẽ tiếp tục có những cái nhịp sàn co. Vì thế nên ở thời điểm hiện tại Thành luôn khuyên các anh chị, nếu mà thị trường có trong những nhịp giảm, những nhịp điều chỉnh, thì đó là lúc chúng ta sẽ mua vào cổ phiếu. Còn nếu mà thị trường rơi có những cái đà hưng phấn, nhịp tăng hưng phấn, thì đó là những lúc chúng ta có thể là tận dụng, chúng ta bán bớt cổ phiếu để mà chúng ta cơ cấu lại cái danh mục của mình sao cho nó hiệu quả và nó tốt nhất. Và chúng ta hạn chế mua mới cổ phiếu trong những nhịp và chỉ số FOMO, hoặc là giá cổ phiếu đang rơi vào trạng thái FOMO. Thì một tí nữa Thành sẽ nói lại một số cái cổ phiếu để anh chị em lưu ý ha. Thì ở thời điểm hiện tại góc nhìn của Thành là thị trường vẫn sẽ tạo vùng cân bằng, tạo cái đà cân bằng, cái vùng cân bằng quanh từ 1420 cho tới 1450. Thì đó là những cái góc nhìn mà anh chị em cần phải lưu ý và cần phải cân nhắc ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta đầu tư cho dạng tới, chúng ta thấy nó một cái góc nhìn nó rộng hơn, chứ không phải là chỉ nhìn vào những cái phiên tăng và những cái phiên giảm của thị trường sau mỗi phiên như thế này. Thị trường tăng là tốt, thị trường giảm là xấu, nó không phải như vậy anh chị. Mình cần phải nhìn nó một cách tổng quan hơn. Và cái yếu tố thứ hai đặc biệt quan trọng trong cái phiên hôm nay đó chính là sự lan tỏa của dòng tiền anh chị. Mặc dù hôm qua thì cũng có những cái nhịp giữ nhịp đó, hôm qua cũng có những cái nhịp giữ không giảm sâu, nhưng mà phần lớn các cổ phiếu đều bị ảnh hưởng rất là nhiều, và nhóm ngân hàng đã có những cái nhịp tăng, những cái nhịp phục hồi để giữ nhịp lại cho thị trường. Nhưng mà hôm nay thì nhóm ngân hàng lại có những cái dấu hiệu điều chỉnh khiến cho chỉ số nó không có tăng mạnh và nó vẫn giữ quanh cái vùng hỗ trợ đó. Và ngoài ra thì các cái cổ phiếu thuộc nhóm midcap thì bắt đầu có sự xác nhận của dòng tiền quay trở lại, một số cổ phiếu lui về những cái vùng hỗ trợ cần thiết và xác nhận cái sự dòng tiền quay trở lại. Hôm qua Thành đã nói rồi, trong những cái phiên điều chỉnh nó quan trọng nhất anh chị em không phải chúng ta bắt được ngay đấy, mà quan trọng nhất chúng ta phải xác định được cái vùng mà lực cầu trở lại. Thì với cái việc xác định được vùng lực cầu trở lại thì nó sẽ cho chúng ta những cái điểm giải ngân phù hợp hơn, và chúng ta có thể là chia cái tỷ trọng ra, chúng ta giải ngân ở những vùng đó nó sẽ tốt, nó sẽ hiệu quả hơn. Thì khi anh chị nhìn thấy, Thành lấy ví dụ đây là một số cái cổ phiếu trong danh mục theo dõi của Thành cũng có mã sàn, cũng có mã tăng và cũng có mã tím đấy, thì cũng có rất là nhiều mã, rất là nhiều cổ phiếu, nó cho những cái trạng thái, những cái sắc thái khác nhau, nhưng mà mỗi cổ phiếu sẽ cho chúng ta một cái câu chuyện khác nhau về dòng tiền ở thời điểm hiện tại. Thì hôm nay có thể nói nhóm ngành nổi bật nhất chính là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, khi mà phần lớn các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đều quay đầu tăng, và thậm chí có một số cái cổ phiếu tăng trần như Thành nhớ không lầm như là KBC nhỉ. KBC hình như cuối phiên là có tín hiệu bị chốt đây, tăng sát trần. Đấy, cổ phiếu KBC là có tín hiệu tăng sát trần trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nó là những cái tín hiệu tốt, những cái tín hiệu khả quan hơn cho một cái sự dịch chuyển của dòng tiền từ cái nhóm ngành này sang cái nhóm ngành khác. Bởi vì khi mà thị trường muốn tăng đều và thị trường muốn tăng bền vững á, thì cái việc dịch chuyển của dòng tiền nó luôn là cần thiết anh chị. Đó là lý do vì sao Thành hay nói mọi người là luôn chia sẻ với mọi người là mình nên chọn cái cổ phiếu trước, chọn nhóm ngành trước để mà chúng ta vào những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ tốt và sẽ an toàn hơn là chúng ta cứ mua đuổi, mua trong những nhịp tăng nó sẽ rất là khó cho các anh chị ở thời điểm hiện tại. Vì thế nên là đây là những cái đặc điểm mà anh chị cần phải lưu ý cho một số cổ phiếu để anh chị đầu tư cho dạng tới nó được tốt, nó được hiệu quả hơn. Thì trước tiên như Thành nói hôm nay là nhóm ngành ngân hàng lại có những cái nhịp rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh, thì chúng ta cũng sẽ đi vào thăm đánh giá về các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, xem nó tại sao nó lại điều chỉnh như vậy và cái cổ phiếu nào điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ đẹp để mà chúng ta quay trở lại chúng ta mua. Trước tiên đó là Vietcombank. Vietcombank như hôm qua Thành có chia sẻ với anh chị, đây là một cái cổ phiếu mà nó đã tăng rất là tương đối mạnh trong những nhịp vừa rồi rồi. Đấy, so với một cái cổ phiếu lớn như thế này thì cái nhịp tăng này tương đối mạnh rồi. Thì những cái nhịp này nó cũng sẽ tác động và nó sẽ ảnh hưởng trong những nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc của thị trường. Thì đây chính là những cái cổ phiếu mà giữ nhịp lại cho thị trường, hạ chỉ số lại, hạ cái đà phục hồi của chỉ số lại. Thì các cái nhóm ngành ngân hàng, như các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ đóng vai trò như vậy. Và đặc biệt là các cái cổ phiếu trụ như là Vietcombank thì chúng ta sẽ thấy cổ phiếu cũng sẽ có cái đà sẵn co và chưa có thể tăng lên được tiếp những vùng giá cao hơn. Thì đây là một số cái cổ phiếu chung nhóm ngân hàng để mà anh chị em lưu ý ha. Như hôm qua Thành nói thì đối với cổ phiếu Vietcombank thì đây là những cái vùng chúng ta có thể chốt lời thôi, còn những cái việc mà mua mới thì hạn chế tỷ trọng mua mới cho cổ phiếu Vietcombank ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu CTG. CTG thì mọi người thấy cổ phiếu đang test về cái vùng hỗ trợ bên dưới nè, là quanh đâu đó khoảng 33-34 đó, thì tại cái vùng này mọi người cũng sẽ cân nhắc giúp Thành ha. Nếu mà cổ phiếu test về và duy trì cái đà tích lũy tốt tại vùng này thì nó sẽ là cái cơ hội để mà chúng ta tham gia cho những nhịp sắp tới. Nếu mà anh chị em nào có đầu tư vào CTG thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp tích lũy tại những vùng hỗ trợ bên dưới, nó chính là những cái cơ hội để mà anh chị em quay trở lại tham gia ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BIDV.
BIDV thì cổ phiếu cũng rơi vào những cái vùng mà chốt lời của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại rồi, nên là cái việc mà anh chị tham gia với dòng tiền mới thì anh chị cũng sẽ cân nhắc giúp Thành cái khi mà cổ phiếu điều chỉnh về những cái mốc hỗ trợ phía bên dưới là quanh 42 đó, hiện tại những cái vùng này mọi người có thể là quay trở lại tham gia được. Còn với cổ phiếu mà nó tăng và nó đang trong đà tăng nóng như thế này thì mọi người hạn chế cái tỷ trọng tham gia giúp Thành ở thời điểm hiện tại cho cổ phiếu BIDV nhé. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì cũng cân nhắc cái tính chất này để mà mình quay trở lại mình tham gia trong những dịp tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Đây là phần thứ trước tiên là về cổ phiếu BIDV, và thứ hai là chúng ta sẽ có các cổ phiếu ngân hàng thuộc nhóm tư nhân như Thành nói là Techcombank hoặc là các cổ phiếu như là ACB này, thì đây là các cổ phiếu mà chưa có sự xác nhận của dòng tiền vào anh chị, vì thế là cái nhịp tăng, cái đà tăng của nó cần phải chững lại và chưa có tăng vội ngay ở thời điểm hiện tại, và chính nó cũng chưa có cái câu chuyện gì quá nổi bật để mà giá cổ phiếu tăng và tăng tích cực trong những giai đoạn sắp tới cả. Vì thế nên là nếu mà anh chị em có đầu tư vào cổ phiếu ACB hoặc là cổ phiếu Techcombank thì chúng ta cũng nên cân nhắc, vì đây là những cái cổ phiếu tăng tương đối chậm và chúng ta vẫn phải có sự kiên nhẫn đối với các cổ phiếu này, và chúng ta cũng tránh cái việc chôn vốn của anh chị. Nếu mà anh chị muốn xoay vòng vốn nhanh thì có thể là cân nhắc chọn các cổ phiếu khác, là lấy ví dụ như là MB Bank. Đây, ngân hàng quân đội MB Bank thì mọi người thấy là cổ phiếu cũng đang duy trì những cái nhịp tương đối ổn. Thì như Thành nói trong phim vừa rồi đó, những cái video hôm qua thì Thành cũng chia sẻ rồi, khi mà MB Bank điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ phía bên dưới, nó sẽ là những cái vùng tích cực hơn để mà chúng ta quay trở lại tham gia cho cổ phiếu này. Khi mà quanh vùng giá 29 thì Thành nghĩ đây là một cái vùng giá tương đối đẹp và tương đối ổn để mà anh chị em quay trở lại tham gia cho cổ phiếu MB Bank trong những nhịp sắp tới. Thì đây là một cái cổ phiếu mà Thành có lưu ý cho anh chị em rồi nhé. Và cái thanh khoản nó cũng vào tương đối tốt trong những nhịp vừa rồi rồi, nên là anh chị em nào có tham gia thì chúng ta sẽ cân nhắc cái tỷ trọng cho mình. Tiếp theo đó là về cổ phiếu HDBank. HDBank thì mọi người thấy cổ phiếu cũng đang có duy trì những cái nhịp điều chỉnh tương đối mạnh. Thì ở tại những vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái nhịp hồi của cổ phiếu, nhịp bật lên cổ phiếu như thế nào. Nếu cổ phiếu bật lên lại tốt thì chúng ta quay trở lại tham gia. Còn nếu cổ phiếu vẫn duy trì cái đà điều chỉnh thì chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta tham gia ở những cái vùng hỗ trợ bên dưới để cho nó tốt và nó an toàn hơn cho cổ phiếu HDBank ở thời điểm hiện tại. Thì đây là về cổ phiếu HDBank, và Thành cũng có lưu ý cho anh chị em trong những cái video trước, và Thành cũng lưu ý là những cái vùng hỗ trợ phù hợp và cái vùng mà lực cầu quay trở lại để mà chúng ta tham gia. Thì quanh cái vùng 29 này anh chị em có thể là xem xét thêm một vài phiên nữa nha, để cho chúng ta những cái góc nhìn nó cần. Sorry mọi người ha, mình có một chút gián đoạn ở thời điểm hiện tại. Thì tiếp theo thì Thành sẽ qua tới cổ phiếu TVBank. TVBank cũng là một cái cổ phiếu mà Thành đã nhắc nhở với anh chị em trong những video trước rồi. Thì đối với cổ phiếu này Thành sẽ ưu tiên những cái nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ phía bên dưới là quanh đâu đó khoảng 37-38 đó, thì tại vùng này chúng ta cũng có thể là cân nhắc tham gia cho những cái dòng tiền mới ở thời điểm hiện tại. Vì đối với cổ phiếu TVBank thì Thành nhận thấy là vừa rồi cổ phiếu đã có những cái nhịp tăng nóng rồi, thì những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp test lại nó một chuyện đương nhiên. Thì đương nhiên đối với các cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì trong cùng một nhóm ngành nhưng mà cũng sẽ có cổ phiếu tăng nhanh, cũng sẽ có cổ phiếu tăng chậm, và cũng sẽ có cổ phiếu tăng và cổ phiếu điều chỉnh. Nên là chị nào có theo dõi và có đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc ha, xem các cổ phiếu đó trong một cái quá trình trước đó nó đã tăng chưa. Nếu nó tăng rồi thì ở thời điểm hiện tại những cái nhịp điều chỉnh nó là phù hợp. Còn cổ phiếu mà giai đoạn trước nó chưa tăng mà nó có tín hiệu dòng tiền vào thì những cái nhịp tăng sắp tới nó vẫn sẽ là phù hợp hơn. Nên là chị cân nhắc cho cái việc đầu tư theo cái việc là chọn cái cổ phiếu của mình, để mình cứ xem và mình chọn cân nhắc trước cổ phiếu để mà mình tham gia mình đầu tư cho những nhịp sắp tới. Tiếp theo đó là về cổ phiếu STB. Thì STB như Thành nói, anh chị cứ theo dõi và cứ quan sát đi, cái vùng hỗ trợ bên dưới quanh mốc 32 thì sẽ là những cái vùng mà cổ phiếu sẽ tìm đến trong những nhịp sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư, có tham gia thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc thêm những cái vùng này để mà chúng ta theo dõi và chúng ta mua vào trong những nhịp sắp tới. Anh chị nào có đầu tư vào STB thì chúng ta sẽ cân nhắc ở thời điểm hiện tại nhé. Thì đó là về cổ phiếu STB. Và ngoài ra các cổ phiếu khác như là MSB nè, NSB thì một cổ phiếu cũng đang chạm cái vùng 25.5 bên dưới và có tín hiệu bật lên trở lại, nhưng mà cái nhịp phục hồi này đối với Thành thì nó vẫn chưa quá là tích cực đối với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Nên là cái việc mua mới của cổ phiếu chúng ta cũng phải cần cái cân nhắc cái tỷ trọng trong những cái phiên giao dịch sắp tới, và nhiều khả năng cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp test về vùng hỗ trợ này tiếp trong một vài phiên tới, và chúng ta theo dõi những cái nhịp test đó. Nếu mà cổ phiếu test về đâu đó khoảng 25.5 và liên tục có tín hiệu bật lên trở lại trong một hai phiên tới thì đó là những cái nhịp mà chúng ta có thể là quay trở lại tham gia được ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào nhóm ngân hàng
hàng, là đặc biệt là cổ phiếu MSB, thì chúng ta cũng có thể là lưu ý những cái nhịp rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh như thế này để mà chúng ta ra quyết định mua trong những cái vùng giá nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Tiếp theo đó là về cổ phiếu OCB. OCB thì tại thời điểm hiện tại nó vẫn chưa có sự xác nhận của dòng tiền lớn và nó vẫn đang giữ nhịp mà thôi, nên là Hành vẫn chưa có khuyến khích anh chị em đầu tư vào ở thời điểm hiện tại cho cổ phiếu này, nên là anh chị em nào có hàng thì có thể nắm giữ thôi, còn cái dòng tiền mới thì mình cũng nên cân nhắc. Vì đối với Thành thì đầu tư nó phải theo dòng tiền, thì cổ phiếu nào mà chưa có dòng tiền thì cái dòng tiền mới chúng ta vào thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc chúng ta nên chọn cái dòng tiền nào nó được, cái cổ phiếu nào nó có thu hút của dòng tiền nhiều hơn, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư. Và tiếp theo Thành xin đề cập tới nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán hôm qua Thành có chia sẻ với mọi người rồi, thì cái cổ phiếu gần như nó đã về cái vùng quá bán của nó hết rồi, và nó đã rơi vào cái điểm thời điểm mà chúng ta cần phải mua đối với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại rồi. Và hôm nay thì cổ phiếu có thể nói là cái nhịp hôm nay Thành đánh giá đây là cái nhịp hồi kỹ thuật, thì các cái cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán đã có những nhịp tăng, những nhịp phục hồi. Thì hôm qua Thành có chia sẻ anh chị em nào có cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì có thể là mua để mà mình gia tăng tỷ trọng, hoặc là mình cơ cấu mình trade T0 trong những cái nhịp này nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều so với các cái nhịp trước đó. Thì đây là những cái cơ hội mà anh chị em có thể là nắm bắt để mà chúng ta trading trong những nhịp sắp tới để mà anh chị em đầu tư nó được tốt và được hiệu quả hơn. Ở đây các nhóm ngành chứng khoán hiện nay có cái những cái nhịp hồi kỹ thuật, Thành sẽ đưa ra những cái mốc kháng cự phía bên trên, mốc kháng cự gần nhất đối với cổ phiếu SSI thì nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng 46 cho tới 46.5, thì tại cái vùng này chính là cái mốc kháng cự cho cổ phiếu. Đó là anh em nào có đầu tư hoặc là có trading thì có thể là lưu ý các mốc kháng cự này. Còn ngược lại, nếu mà anh em nào có mua mới thì có thể là đợi thêm những cái nhịp mà nó tích lũy, nó giằng co, thì đó chính là lúc chúng ta mua và chúng ta quay trở lại chúng ta tham gia cho các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Tiếp theo đó là về cổ phiếu VND. VND thì anh chị em cũng thấy rồi, cổ phiếu chạm cái đường trend line và cho những cái tín hiệu bật lên trở lại, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những phiên sắp tới xem cái lực cầu nó vào như thế nào. Và phiên này cũng mang tính chất là nhịp hồi kỹ thuật mà thôi, nên là anh chị em cũng sẽ theo dõi ha, cái vùng kháng cự gần nhất của nó là quanh 73, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc cái tín hiệu này để mà chúng ta chờ và chúng ta quay lại trong những nhịp sắp tới nó sẽ được tốt và nó sẽ được hiệu quả hơn. Thì trước tiên đó là về cổ phiếu VND. Tiếp theo đó là về cổ phiếu VCI. VCI thì mọi người cũng thấy rồi, cổ phiếu đã có những cái đà phục hồi tương đối tốt và nó chỉ mang tính chất là nhịp hồi kỹ thuật mà thôi. Thì cái vùng kháng cự gần nhất của nó là có thể nói là quanh mốc 64, 63 cho tới 64, thì đây là cái vùng mọi người có thể là cân nhắc trong những nhịp sắp tới để mà chúng ta quay trở lại chúng ta tham gia cho cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại. Nên là chị em nào có đầu tư vào VCI ấy, thì chúng ta cũng cân nhắc những cái tỷ trọng để mà mình quay trở lại mình tham gia ở những cái vùng giá nó tốt hơn nhé, ở thời điểm hiện tại cho các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Thì trong cái thời điểm này thì Thành đặc biệt lưu ý đối với các cái cổ phiếu mà nó có cái gọi là nó có cái thị phần lớn ở trên thị trường lúc bấy giờ mà thôi. Thành lưu ý các cổ phiếu thị phần lớn trước nhé, vì cái mùa báo cáo đây cũng sát gần cái mùa báo cáo rồi, Thành sẽ lưu ý các cổ phiếu thị phần lớn. Nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng chú ý vào các cổ phiếu này một chút. Tiếp theo đó là SHS thì hôm nay có những cái nhịp test về cái đường xu hướng tương đối ổn nè và cho tín hiệu bật lên trở lại, thì chúng ta có thể là theo dõi những phiên sắp tới. Nếu mà cổ phiếu vẫn duy trì cái đà cân bằng như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại tham gia cho cổ phiếu trong những giai đoạn sắp tới. Đây là về cổ phiếu SHS, anh chị em nào có hàng thì chúng ta cũng có thể là nắm giữ và có thể là tận dụng trading trong những phiên này. Thành thấy vẫn rất là ok cho cổ phiếu SHS ở thời điểm hiện tại. Và một số cái công ty chứng khoán nhỏ còn của HCM thì hôm nay chúng ta vẫn thấy là có nhịp hồi kỹ thuật mà thôi, nên là anh chị em nào có đầu tư vào HCM ở thời điểm này thì chúng ta cũng lưu ý và cân nhắc giúp Thành nha đối với cổ phiếu HCM ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra thì một vài cái cổ phiếu công ty chứng khoán vừa như là BVMBS là như Thành nói đấy, cổ phiếu chạm cái sẽ test về cái đường hỗ trợ, vùng hỗ trợ này quanh 32 một lần nữa và cho tín hiệu bật lên trở lại, thì chúng ta sẽ xem xét và theo dõi trong những phiên sắp tới xem cái đà phục hồi cổ phiếu như thế nào và cái nhịp hồi kỹ thuật này như thế nào. Thì cái vùng kháng cự gần nhất của nó là quanh 34 cho tới 36, 35 cho tới 36, thì anh chị em cũng phải lưu ý cái vùng này giúp Thành nha để mà chúng ta đầu tư cho những nhịp tới. Tiếp theo là cổ phiếu BVS. BVS thì mọi người thấy hôm nay cũng có tính chất phục hồi đấy, và cái vùng kháng cự của nó là quanh đâu đó khoảng 36.x, thì tại cái vùng này mọi người cũng sẽ cân nhắc cái tỷ trọng cho mình. Anh cái này sẽ phù hợp cho anh chị em nào trading nha, còn chị em nào mình mua mới thì mình chờ đợi những cái nhịp cân bằng hơn, nó tích lũy trong một hai phiên tới nữa để mình xác nhận cái tín hiệu cụ thể mình mua vào nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là về cổ phiếu FPS. FPS thì hôm nay cũng tương tự như vậy, cái vùng kháng cự của nó là quanh 16.2, 16.3 gì đấy, hiện tại những cái vùng này anh chị em cũng cân nhắc cái tỷ trọng cho mình. Còn chị em nào mình muốn mua mới thời điểm hiện tại cứ chờ những cái điểm cân bằng đi rồi mình sẽ quay trở lại mình tham gia. Đối với cổ phiếu FPS thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ở thời điểm này, nên là anh chị em nào có đầu tư vào FPS thì chúng ta cũng lưu ý giúp Thành. Tiếp theo đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản nha anh chị. Thành nghĩ hôm nay bất động sản phân hóa rất là nhiều đấy, các cổ phiếu lớn như là Vinhome, Novaland hoặc là DG đều có những cái nhịp chỉnh rồi, thì Thành cũng không có khuyến nghị là mọi người chưa có tham gia vào ở thời điểm này. Và anh chị nào mà thích đầu tư lâu dài thì có thể là nhặt Vinhome hoặc là Novaland những vùng giá này, Thành thấy tương đối ổn và tương đối phù hợp cho các anh chị. Nếu anh chị nào thích các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản thì chúng ta có thể là tham gia. Tiếp theo đó là về các cổ phiếu lớn như là DG, hôm nay nó đã có những cái nhịp tiếp tục là những cái phiên giảm sàn, thì đối với Thành những cái phiên giảm sàn như thế này thì nó cũng đem lại nhiều rất nhiều cái thiệt hại cho nhà đầu tư.
tư, và khi cổ phiếu phục hồi lên sẽ chịu các lực bán rất là lớn, nên nó chưa phải cái vùng để mà hành khuyến nghị trên tham gia lại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu Nam Long thì hôm nay chúng ta thấy vẫn làm cái nhịp hồi kỹ thuật của cổ phiếu, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong những nhịp sắp tới. Nếu mà cổ phiếu vẫn duy trì cái đà tích lũy này ổn thì chúng ta sẽ tiếp tục tham gia trong chúng ta sẽ quay trở lại tham gia cho cổ phiếu trong những nhịp sắp tới cho cái dòng tiền mới ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu KDH. KDH thì hôm nay có nhịp vừa rồi đã có xu hướng chạm cái đường xu hướng bên dưới và bật lên trở lại rất là ổn. Thì đối với cổ phiếu KDH thì cái vùng kháng cự của nó là quanh giá 53. Thì anh chị em nào có đầu tư có đánh ngắn thì cũng chúng ta cũng có thể là lưu ý những cái vùng này để mà chúng ta quay trở lại tham gia ở những nhịp sau. Và tiếp theo là hôm nay có một cái tín hiệu rất là tích cực của cổ phiếu KDH, đó là nhịp vượt khỏi cái vùng kháng cự gần nhất là quanh 51. Nhưng mà cái thanh khoản nó vẫn chưa duy trì ở mức tích cực, nên là anh chị em có thể là một phần sẽ ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư với thị trường ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng cân nhắc cái tỷ trọng ở thời điểm này để mà chúng ta quay trở lại tham gia trong những nhịp rung lắc, những nhịp điều chỉnh sắp tới, thì mình nghĩ nó sẽ tốt và nó sẽ được hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì đây là một vài cái cổ phiếu về bất động sản. Thành lấy ví dụ như hôm nay có SCR này. Đây một cổ phiếu cũng được rất nhiều anh chị em quan tâm trong giai đoạn vừa rồi vì nó cũng có liên tục rất là nhiều phiên sàn. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn về phiên hôm nay đi. Nhiều khi chúng ta thấy là nó giảm khoảng gần 6% như vậy, nhưng chúng ta nó cho nó một cái tín hiệu tiêu cực. Nhưng mà đối với Thành thì đây là một cái tín hiệu khả quan hơn rất là nhiều so với những giai đoạn trước đó. Khi mà chúng ta thấy có lực cầu quay trở lại, đây là yếu tố anh chị em cần phải lưu ý ha. Có lực cầu quay trở lại khi khối lượng mua chủ động vượt trội hơn một chút so với cái khối lượng bán chủ động trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nên là anh chị em nào có đầu tư và có tham gia vào cổ phiếu bất động sản thì cũng có thể là lưu ý lại cổ phiếu SCR cho những nhịp sắp tới. Thì đối với cổ phiếu này, Thành vẫn đánh giá cổ phiếu sẽ có những cái nhịp phục hồi lên quanh đâu đó khoảng 20.5-20.6 đấy là những vùng này. Nên là anh chị em nào có tham gia hoặc là có muốn cơ cấu, có muốn sắm ngắn thì tại những vùng này chúng ta cũng có thể là cân nhắc chúng ta tham gia được, và chúng ta cơ cấu tại những vùng giá cao phía trên. Thì đây là những cổ phiếu Thành đưa ra trước để mà anh chị em cân nhắc, anh chị em lưu ý vì hồi nãy nó đang điều chỉnh về những cái vùng giá tương đối là phù hợp để mà anh chị em tham gia trong những nhịp sắp tới. Thì đây là về cổ phiếu SCR, anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta có thể lưu ý giúp Thành một số cái cổ phiếu bất động sản, và chúng ta sẽ đi qua các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Trước tiên là cổ phiếu KBC. KBC thì như Thành nói, cổ phiếu đang có cái vùng kháng cự phía trên là quanh 54-55. Hiện tại cái vùng này cổ phiếu cần phải bứt phá được cái vùng này thì chúng ta mới có thể là yên tâm chúng ta vào trong cái dòng tiền mới được. Còn anh chị em nào có hàng thì cứ nắm giữ nha, Thành cũng không có khuyến nghị anh chị em tham gia mua mới hoặc là mua gia tăng vội ở thời điểm này đâu. Nên là anh chị em nào có hàng thì cứ cân nhắc, mình có thể là tận dụng cơ cấu cho những cái vùng kháng cự sắp tới. Tiếp theo đó là về cổ phiếu SSC cũng có cái vùng kháng cự là quanh 68, thì hôm nay lên đã có những cái nhịp điều chỉnh. Thì chúng ta cũng sẽ theo dõi xem là những nhịp sắp tới cổ phiếu test về cái đường trend line, cái đường xu hướng này như thế nào. Nếu mà test tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quay trở lại tham gia, và cái điều tích cực nhất cho SSC hôm nay đó chính là dòng tiền anh chị, dòng tiền đã quay trở lại rồi. Đấy, nên là anh chị em là có đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc một số cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp để mà chúng ta quay trở lại đầu tư, nó sẽ tốt và nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp năm nay là cái nhóm ngành thu hút vốn, dòng vốn FDI rất là nhiều, nên là anh chị em là có đầu tư thì chúng ta chú ý những cái đặc điểm đó, xem cái khu công nghiệp nào được cho thuê và khu công nghiệp nào cái tỷ lệ lấp đầy nó còn thấp á, thì cái dư địa được cho thuê nó sẽ còn nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết đó, nó phải có một cái vị trí địa lý tốt thì cái mức độ thu hút những cái dòng vốn FDI về nó sẽ càng nhiều hơn rất là nhiều, đối với các nó sẽ có một cái lợi thế cạnh tranh so với các cái doanh nghiệp khác trong cùng một nhóm ngành. Tiếp theo đó là các cổ phiếu về nhóm ngành như là Lâm Hậu nè, sẽ có những cái lợi thế ở khu vực Long An. Thì mọi người cũng sẽ thấy là đây là những cái tín hiệu cổ phiếu phục hồi tương đối ổn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Mặc dù thanh khoản chưa có thì nay mang tính chất là nhịp hồi kỹ thuật. Thì trong phiên giao dịch ngày mai, nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp lui về test lại cái mốc khoảng đâu đó khoảng 48 đó, thì tại những vùng đó mọi người cũng có thể là tham gia được đối với cổ phiếu Lâm Hậu ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu DHD. DHD thì hôm nay có những cái nhịp phục hồi cũng mang tính chất hồi kỹ thuật mà thôi. Nên là thành cũng đánh giá mọi người có tham gia thì chúng ta cũng cân nhắc ha, những cái nhịp sắp tới nếu mà cổ phiếu có những nhịp back test về mốc quanh 60 thì chúng ta cũng có thể là tham gia được. Đây là về các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Mọi người đầu tư thì mọi người có thể là để giúp Thành một số cái cổ phiếu ha. Tiếp theo đó là về nhóm ngành đầu tư công thì Thành xin phép Thành đề cập tới một số cổ phiếu. Hôm mai ngày mai là cái cổ phiếu HHV sẽ chuyển lên sàn HOSE đó anh chị. Thì ngày mai là cái đón cổ phiếu HV chuyển lên sàn HOSE. Thì đối với cái cổ phiếu FCN thì ở thời điểm tại đều vừa rồi cũng rất là nhiều phiên giảm sàn rồi, thì mọi người sẽ lưu ý giúp Thành ha, mọi người lưu ý giúp Thành cái mốc 25 trong phiên giao dịch ngày mai. Nếu mà cổ phiếu chạm mốc này và đều có tín hiệu bật lên trở lại thì đó là cái mốc chúng ta có thể là tham gia được đối với cổ phiếu FCN ở thời điểm hiện tại. Anh chị nào có đầu tư thì chúng ta sẽ lưu ý giúp Thành ở giai đoạn hiện tại để mà chúng ta đầu tư cho những nhịp sắp tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Đây là những cái vùng giá Thành nghĩ là mọi người bắt đầu có thể là
có tín hiệu quay trở lại tham gia được đối với cổ phiếu FCN tại những cái thời điểm này được rồi, nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ lưu ý ha. Tiếp theo đó là về cổ phiếu G36. G36 thì hôm nay cổ phiếu ra rơi khỏi những cái vùng hỗ trợ mạnh rồi, thì chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái vùng nào mà lực cầu sẽ quay trở lại, có thể như hôm nay nè, cổ phiếu sẽ test về mốc khoảng đâu đó 15 và cho tín hiệu lực cầu quay trở lại, và ở những cái điểm này thì chúng ta chờ những cái vùng cân bằng hơn thôi để mà chúng ta hỗ trợ, chúng ta xử lý cái cổ phiếu này. Còn việc mua mới thì Thành nghĩ là nên cân nhắc cái tỷ trọng của mình, chưa có tham gia vội vào lúc này. Tiếp theo đó là về cổ phiếu C4G. C4G thì hôm nay như mọi người thấy đó, như hôm qua Thành có nói cho mọi người đó, khi những cái tín hiệu mà cổ phiếu test về đường trendline thì nó bắt buộc phải có tín hiệu bật lên trở lại. Còn nếu mà cổ phiếu rơi luôn, rơi khỏi cái đường xu hướng thì chúng ta cần phải tìm đến những cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Thì vùng hỗ trợ gần nhất của LCG là C4G, nó quanh đâu đó khoảng 22. Nên tại vùng này mọi người có thể là để ý và lưu ý trong cái phiên ngày mai để mà chúng ta theo dõi và chúng ta quay trở lại tham gia ở những nhịp sau thì nó sẽ tốt hơn cho cổ phiếu này. Thì chúng ta cứ theo dõi ha, những cái nhịp chỉnh điều chỉnh về mà có tín hiệu dòng tiền vào và nó bật lên trở lại thì nó sẽ làm cái tín hiệu tốt và tín hiệu tích cực hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là về cổ phiếu LCG. LCG thì cái điều quan trọng trong phiên hôm nay cũng như cổ phiếu SCR, nó có tính chất dòng tiền quay trở lại và cái lực mua nó bắt đầu áp đảo hơn so với cái dòng tiền trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nếu mà anh chị em nào có mua, có đầu tư cổ phiếu này thì trong phiên ngày mai, hiện tại cổ phiếu đang chặn cái đường xu hướng rồi. Trong phiên ngày mai nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp test về cái mốc MA100 bên dưới là quanh đâu đó khoảng 18.8 thì tại cái vùng này mọi người cũng có thể là cân nhắc mọi người mua thêm được đối với cổ phiếu SCR, LCG, hoặc là anh chị đang mua mới mình có thể là thăm dò một phần tỷ trọng được và mình sẽ gia tăng tỷ trọng ở những cái nhịp sau cho cổ phiếu LCG ở thời điểm này. Nên là chị em nào có đầu tư vào các cổ phiếu thì có thể là lưu ý lại những cái thời điểm hiện tại để mà chúng ta chọn cái thời điểm và chúng ta chọn cái cổ phiếu tham gia. Thì đương nhiên các cổ phiếu Thành có đưa ra khuyến nghị và Thành có chia sẻ với mọi người thì cũng là những cái cổ phiếu chọn lọc và nó vẫn có cái câu chuyện để mà anh chị em đầu tư ở giai đoạn phía sau. Vì chính những cái câu chuyện đó nó sẽ là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong những giai đoạn sắp tới. Nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý những vấn đề này ha. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BLC. BLC thì hôm nay chúng ta thấy là có tính chất phục hồi rất là tích cực, tương đối ổn so với cái phần còn lại của thị trường chung, đúng không ạ? Thì đối với cổ phiếu BLC này Thành cũng đã lưu ý cho mọi người rồi, quanh cái vùng giá 45 đó là cái vùng mua của chúng ta. Còn nếu mà anh chị em nào chưa mua được cổ phiếu này thì có thể là cân nhắc trong những có thể là phiên ngày mai, nếu mà cổ phiếu có nhịp chỉnh về quanh đâu đó khoảng mốc 48 đó thì tại những cái vùng này chúng ta cũng có thể là chúng ta tham gia được cho cổ phiếu BLC ở thời điểm hiện tại, vì cổ phiếu đang duy trì cái đà tăng tương đối ổn so với thị trường chung lúc này và dòng tiền cũng vào rất là tốt trong những phiên trở lại đây. Tiếp theo đó là về cổ phiếu KSB. KSB thì mọi người thấy là cổ phiếu đã có những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc test về được cái đường xu hướng trong trung và dài hạn rồi, thì đây là một cái tín hiệu rất là phù hợp và cổ phiếu đã cho tín hiệu bật lên trở lại rồi. Thì đây nhiều khả năng là cái vùng cân bằng của cổ phiếu và cái vùng quanh giá 40 sẽ là xác nhận cái vùng đáy của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thì nếu cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh, nhịp rung lắc test về cái đường trendline là quanh đâu đó khoảng 41.x á, thì tại cái vùng này mọi người cũng có thể là tham gia được cho cổ phiếu KSB ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo là một cái cổ phiếu về nhóm ngành đá. Tiền đá thì Thành có thấy là CEA thì nếu mà anh chị em nào có quan tâm, chúng ta có thể là để ý cái mốc 20 ở phía bên dưới. Nếu mà có tín hiệu lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia cho những giai đoạn sắp tới. Tiếp theo đó là về cổ phiếu C32. Một vài cổ phiếu để anh chị em lưu ý thôi ha. Khi mà C32 chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ cứng của nó là quanh đâu đó khoảng 29-30. Thì hôm qua cổ phiếu đã chạm, hôm nay cổ phiếu đã chạm về cái vùng này và cho tín hiệu bật lên trở lại rồi. Nhưng mà Thành cũng chưa có khuyến nghị anh chị em tham gia vội đâu. Chúng ta cứ theo dõi cái vùng này tiếp đi. Một vài phiên nữa thì nếu mà có những cái nhịp chỉnh, những nhịp duy trì tốt á, thì chúng ta sẽ quay trở lại ở những cái nhịp phía sau. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng cân nhắc ha đối với cổ phiếu C32 ở thời điểm hiện tại. Và đương nhiên thì cũng có một số cái cổ phiếu khác, nếu mà anh chị em có quan tâm thì chúng ta có thể là để lại bình luận ở phía bên dưới. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BEP. Thì BEP trong phiên hôm nay vẫn giữ nhịp rất là tốt so với thị trường chung ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta vẫn thấy là cổ phiếu đang có những cái nhịp bật tương đối ổn từ cái vùng hỗ trợ ở phía bên dưới. Thì anh chị em nào chưa mua được cổ phiếu này thì có thể là cân nhắc mua trong một hai phiên tới để mà chúng ta theo dõi, mua thăm dò trước và chúng ta chờ đợi những cái nhịp bứt phá, những cái nhịp trở lại của dòng tiền như thế này để mà chúng ta gia tăng cái tỷ trọng cho những nhịp sắp tới. Anh chị em nào có quan tâm cổ phiếu BEP thì cũng có thể lưu ý cho những nhịp này để mà chúng ta đầu tư cho dạng tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn nhiều nha. Anh chị em nào có quan tâm nhóm ngành bán lẻ thì có thể lưu ý, và một số cái cổ phiếu khác nhóm ngành bán lẻ thì tạm thời là chưa có lưu ý cho anh chị ha. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì cũng cân nhắc chấp hành cái tỷ trọng và nhóm ngành bán lẻ lúc này. Tiếp theo đó là về nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí thì hôm nay lại có những cái điều chỉnh so với giai đoạn trước đó. Thì những cái nhịp điều chỉnh này Thành thấy nó cũng rất là phù hợp thôi, vì cái cổ phiếu như Thành nói, cổ phiếu như là BVD này nó cũng không còn nhiều cái dư địa tăng nữa khi mà nó tăng tới những cái vùng phía trên này rồi. Nên là những cái nhịp rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh là cần thiết cho cổ phiếu để mà có tiếp theo những cái dư địa tăng trong những giai đoạn sắp tới. Thì BVD thì Thành cũng vẫn mong cái vùng đâu đó khoảng quanh 31.x á, thì tại cái vùng này mọi người quay trở lại, mọi người tham gia nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. BVS cũng tương tự như vậy anh chị. Hôm nay có những nhịp điều chỉnh như Thành nói sẽ điều chỉnh về những vùng hỗ trợ phía bên dưới để mà tham gia lại trong những nhịp sắp tới.
Tiếp theo BSR cũng tương tự như vậy, vẫn duy trì trong cái đà tích lũy. Chúng ta có thể mua trước một phần thăm dò và chờ đợi những cái tín hiệu bứt phá để mà chúng ta mua cho giai đoạn phía sau. BVC cũng tương tự như vậy, cũng đang có những cái nhịp tích lũy trở lại, thì những nhịp lúc này chúng ta vẫn sẽ ưu tiên theo dõi trước và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tốt hơn, những cái tín hiệu phù hợp hơn để chúng ta tham gia trong những giai đoạn phía sau. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý đối với các cổ phiếu trong ngành dầu khí Giúp Thành ha. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BVB. BVB thì mọi người thấy cổ phiếu vẫn đang duy trì cái đà tích lũy tương đối ổn. Thì anh chị em nào có tham gia thì chúng ta có thể là tham gia một phần trong cái vùng giá 18 này và chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng trong những cái giai đoạn phía sau nếu mà cổ phiếu có những cái tín hiệu tốt hơn. Thì hy vọng các cái cổ phiếu và các cơ hội đầu tư trên đây Thành đã phân tích một cách rất là chi tiết rồi. Nên hy vọng anh chị em cũng sẽ chọn lọc được các cái cổ phiếu mà nó phù hợp với phong cách đầu tư của mình. Và nếu mà anh chị em cần hỗ trợ tư vấn và cơ cấu lại danh mục của mình thì có thể là liên hệ Thành thông qua số điện thoại ở cái dòng chữ chạy ở phía bên dưới này nè. Đó, Thành sẽ hỗ trợ cho mọi người cơ cấu lại danh mục của mình một cách tốt và hiệu quả.